Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video. Thì hôm nay xin mời các bạn cùng mình vào bếp làm thạch màu sắc nhé. Và mình làm thạch màu sắc này để mình cho vào chè. Và cái màu sắc này thì tùy theo sở thích của mỗi người, chúng ta tìm được màu sắc mà để chúng ta cho vào. Càng nhiều màu thì nó sẽ càng đẹp nhé. Và đây là nguyên liệu của mình. Thì mình sẽ chuẩn bị một gói rau câu. Thì ở đây mình sử dụng cái loại rau câu này. Thì các bạn cũng có thể sử dụng, thường là mọi người hay mua cái loại rau câu con cá dẻo ấy, thì thạch sẽ dẻo hơn. Và ở trên mỗi gói thạch rau câu thì họ đều viết cái hướng dẫn đây này. Đó, mỗi gói là gồm 10g bột nấu với 2 lít nước. Và trộn đều 10g bột rau câu này với 200-300g đường. Thì nếu mà bạn nào mà thích ngọt thì cho 300-400g, hoặc là ai mà nhà thích nhạt ấy thì cho 200g đường thôi. Bên cạnh đó là nước củ dền, mình đã xay ra và lọc lấy nước. Sữa bò và Milo là mình dùng để làm màu, mỗi thứ một màu. Và tiếp nữa là các bạn sẽ chuẩn bị âu. Là chúng ta nên đổ ra những cái âu hình vuông này, khi cắt chúng ta sẽ cắt dễ hơn.